Nói lúc đầu thôi, để chia sẻ. Để mọi người vô đông đông tí rồi nói tiếp. Bây giờ hôm nay là đúng là 5 giờ, có trễ khoảng chừng 15 phút và tại vì chưa đâu, mọi người chưa lên đâu. Ở đó hai người rồi nha. Trễ khoảng 15 phút, sorry mọi người nha. Tại vì có công việc đột xuất cho nên bị trễ 15 phút. Các anh em lên đông đông tí đi rồi Vũ với Huy phải chia sẻ cái sự việc. Anh em nào cũng cầm máy chia sẻ luôn nha, chia sẻ cái like này của Vũ nha các bạn. Huy cũng đang chia sẻ đây. Tất cả mọi điều thì chỉ là muốn cho nó thoải mái, đừng để cho nó đi quá xa. Và bản thân mình này cũng là người cũng không muốn nó nhiều trò nhiều chuyện ở trên mạng nhiều quá. Thì xưa giờ mình bản thân là cũng vẫn như là thích im lặng thôi. Nhưng mà tại vì có một vài thành phần cứ ở nhà mà cứ nói chuyện ăn rảnh quá rồi cứ nói chuyện của người ta đó. Thích nói chuyện người ta cho nên là lấy câu chuyện người ta làm quà đó. Cái kiểu mà lấy câu chuyện người ta làm quà đó, không có chuyện gì để nói. Các bạn vào đi ạ. Khoảng chừng 200 đến 200 300 người, 300 người là bắt đầu sự việc sẽ nói ạ. Anh em nào đang cầm máy thì căng lắm, căng lắm xong lục phát đây. Anh em cầm máy thì chia sẻ giùm cái luôn. Sự việc này nhé. Không, cái sự việc về người bạn đã khúc thôi. Vân Quang Long. Người bạn Vân Quang Long thôi. Sự việc này hôm nay là về người chủ đề giờ Vân Quang Long. Anh em đã tỉnh định không nói rồi, mà mọi người không nói là tưởng đâu là mình là sợ những cái thành phần không ra gì á, cho nên là phải nói. Những cái thành phần nó không có ra gì thì mình thật sự là nó cũng không đáng để mình nói, nhưng mà đây là ảnh hưởng tới người lớn, ảnh hưởng những bạn đồng nghiệp xung quanh, nên mình phải nói thôi. Gió có nghe được không? Nghe được mà. Nghe rõ đúng không? Hỏi mọi người đây. Mọi người có nghe rõ không ạ? Cho hỏi mọi người có nghe rõ cái voi của Vũ nói không ạ? Cho hỏi mọi người có nghe rõ cái voi của Vũ nói không ạ? Xin hỏi mọi người có nghe rõ cái voi Vũ nói không ạ? Cả nhà khỏe nghe, chuẩn bị tâm sự một vài điều. Cảm ơn mọi người đã tham gia vào cái livestream này. Ok, cảm ơn Khánh Ngọc. Cảm ơn anh đang ở công ty em ạ. Anh đang ở công ty. Nghe gió hả Long Giang? Gió hả? Gió mà tiếng Anh nghe có rõ không? Ok, Huân Võ, anh đây. Khoảng 300 người thì mình nói chuyện được rồi ha. Đúng rồi, khoảng 300 hello, người. Chúc hello. Ơi. Hello anh Hào, này. Hello Lê Quỳnh. Ok. Còn 300 rồi. Ok. Còn 300 rồi, 300 thì mình nói luôn. Banh cái càng quá. Cái banh càng quá. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Có thầy vô luôn kìa. Dạ, cảm ơn thầy. 269 rồi. 266 rồi. Này không phải là cà khịa nha Tô Lâm, này là chương trình đàng hoàng. Chương trình này là để nói về cái sự việc thôi, không có cà khịa gì đâu. Chào tất cả gia đình của chúng ta nha. Rồi 290 này nè. Ok. Hello Phương, hello Long Giang, hello Phùng Quyên. Rồi 300 rồi. Ok. 300. Rồi bắt đầu trước đi bạn. Kính thưa tất cả mọi người, tại vì đáng lý là Vũ cũng không có nói gì đâu, nhưng mà tại vì bữa giờ có một vài cái thành phần á nói về những người bạn đồng nghiệp sau cái chương trình mà đêm nhạc tưởng niệm Vân Quang Long. Thì hỏi là số tiền nó đi đâu hết đi, tại sao vẫn chưa trao? Và trao rồi ai ăn ai giọng thì nghe theo người lời những người YouTube nói như vậy. Cho nên là Vũ cảm thấy nó
không có phải là một cái điều hay ho cho lắm khi mà cái sự việc này nó xảy ra. Và Vũ cũng xin xác nhận rằng Vũ làm đêm nhạc này với các anh em nghệ sĩ là vì cái tấm lòng dành cho người bạn đã khuất. Và Vũ làm đêm nhạc tưởng niệm Vong Quang Long chứ không phải là đêm nhạc kêu gọi quyên góp từ thiện. Đúng rồi, không, yeah. Không phải là vận động. Không phải vận động quyên góp từ thiện. Cái đêm nhạc tưởng niệm này là tất cả mọi người tùy tâm như thế nào đó thì Vũ nhận được và Huy nhận được, anh Hưng, Tuấn Hưng nhận được, Phan Đinh Tùng nhận được, tất cả mọi người trong đó là đã có kế hoạch hết rồi. Không cần phải ai dạy kế hoạch cho tụi tôi làm điều này cả. Tại tụi tôi làm việc này rất nhiều rồi, cho nên không ai cần phải dạy. Và đừng để một vài thành phần nó không có giá trị trong cái cuộc sống này. Nhưng mà dù sao, ok, nói thẳng là không có học đi, không có học á, trong cuộc sống này để mà lên mà dạy đời tụi tôi được. Vì các bạn đó không có đủ cái tần số và đẳng cấp để nói chuyện với tụi tôi, cho nên các bạn cứ rao giống như chợ bán cá ở ngoài. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói để bảo vệ cho những người anh em nghệ sĩ của chúng tôi, vì một vài cái thành phần như thế mà nó có ngày hôm nay. Mà tôi xin thưa đó, tiền của ngày hôm đó tụi tôi bán vé được, và thật sự là những người khác, những người yêu thương và những người anh em ủng hộ của tôi thôi à. Chứ không có khán giả nào ở ngoài cả. Tôi làm là chân tình và triều đình hay là những anh em thân thiết quyên góp. Và tại sao đến ngày hôm nay tôi chưa có trao cái số tiền này? Và tôi cũng đã bàn với anh em rồi, trước Tết tôi đã bàn anh em, trước Tết thì anh em tôi rất là bận, và Tết thì bị dịch, cho nên tôi được phép dời lại. Và chúng tôi rảnh giờ nào và sắp xếp được, anh em sắp xếp được khoảng chừng 4-5 người đi xuống ở dưới đó thì tụi tôi mới trao. Mình xin phép các bạn, tức là để mình nói ngưng lại, nghe các bạn nghe cho kỹ cái vấn đề này nha. Đây là cái để mà nói về cái chuyện mà trao này. Đó, các bạn chú ý về cái câu chuyện là tại sao mà chưa trao ngay mà đến lý do giờ này mới trao. Các bạn nghe kỹ nha, và nghe một lần để cho kể cả những thành phần kia cũng có khi là họ đã nghe. Và trước sau rồi cũng sẽ nghe cái câu của tôi và bạn nói ngày hôm nay. Đúng rồi. Thì đây là các bạn hãy nghe thật kỹ lý do tại sao này. Ok, bạn Vũ tiếp. Cái lý do là tụi tôi chưa trao là tụi tôi sẽ nhất nhiều thông tin từ người trong cuộc và cái người mà được nhận và một vài thành phần đó. Tức là làm loạn cả luôn, kể cả cha mẹ chồng còn không tôn trọng. Nói chung là tiền phúng điếu. Nói chung tiền phúng điếu còn giành giật. Cho nên tụi tôi là người có học mà, tụi tôi biết hiểu biết mà, tụi tôi đâu có vội vàng mà trao những cái điều đó. Mặc dù số tiền nó không phải là lớn, chúng tôi trao đúng sự việc và trao đúng người. Đúng người, gọi là đúng người. Đó, chúng tôi không thể nào mà làm rồi chúng tôi là trao đại đi rồi, rốt cuộc rồi chúng tôi làm rồi, rốt cuộc tôi cũng là một cái người không ra gì. Không, cái tiền đó nếu mà trao đại đi, đi từ thiện miền Trung còn hơn nha. Nếu trao đại thì tôi cho bà con lũ lụt rồi. Nhiều người nghèo hơn nhiều. Tôi trao nhiều người rất là nhiều, tôi trao tất cả mọi người trên làng bản. Ăn trắng mặc trơn không được mặc đồ đẹp như vậy đâu, mà suốt ngày rảnh quá rồi đi gây chuyện tào lao. Nếu mà để trao từ thiện á thì chúng tôi trao cho rất nhiều người nghèo khổ. Và tôi xin xác nhận một lần nữa là chương trình tưởng niệm Dân Quang Long là tôi đề xuất ra với các bạn, và các bạn là những người ủng hộ tôi trong đêm nhạc hưởng ứng. Và tiền tôi giữ, tất cả mọi điều trao như thế nào, trao thế nào là tôi sẽ là người đưa ra, tôi là người chịu trách nhiệm, người quyết định, cao, người quyết định như, cao nhất để mà trao ra. Còn những người anh em đồng nghiệp của tôi là những người không có dính líu gì trao lúc nào và trao bao nhiêu cả. Các anh em đã giúp đỡ tôi trong cái đêm tưởng niệm đó quá nhiều rồi. Nhưng anh em cũng phải tin bạn thì nhưng anh em và đã tin và đồng lòng giao cho tôi thì tôi sẽ làm theo những gì mà tôi cảm nhận được. Và thật sự có một vài người sẽ không biết được phía trong câu chuyện là sao. Tôi là người biết được nhiều nhất và Lương Gia Huy cũng là người biết được nhiều nhất. Bây giờ bật mí luôn cái lý do là lý do tại sao phải chờ đến thời điểm này để trao là vì có một ông anh ở bên nước ngoài có một số tiền nữa mà cũng nhiều người thương Long lắm nha. Không, cả thế giới này nhiều, rất nhiều người thương Long. Và hôm nay thì bạn cũng nói luôn là anh ấy là ai, tên gì và tại sao lại phải đợi cách ly như thế nào. Rồi bản thân tụi tôi kiếm được cái số tiền 20-30 triệu đó, tôi thấy vẫn còn nhỏ để mà đem đi trao cho gia đình của Long. Có 200 mấy mà chia làm chia làm ba phần. Và tại sao phải chia làm ba phần? Lát nữa sẽ nói sau. Rồi tôi sẽ lúc đó thì tôi sẽ
ngày mai mình sẽ trao, mình nói tiếp, chứ còn bây giờ mình sẽ nói những cái điều là lý do tại sao mình chưa trao thôi, mình chưa trao thôi mà ngày mai mới trao. Ừ. Ok. Rồi một người anh đã gọi về, đã nói là người ta đã lặn lội về đây để cách ly qua Tết 2 tuần để đem cái số tiền đó về đây cùng chung với tôi. 2 tuần bây giờ không đủ đâu, bây giờ cách ly phải 3 tuần đó. Đợt đó là được 2 tuần, vẫn còn 2 tuần. Cho nên sau Tết được 2 tuần cho mới ra và tôi mới gặp và cùng bàn để làm sao trao số tiền này cho nó ý nghĩa nhất. Sử dụng đồng tiền nó. Đó, sử dụng đồng tiền này cho ý nghĩa nhất. Và người anh đã ra đã bàn tôi rồi, và tại sao đến giờ này là ngày mai là tụi tôi đi. Không phải là vì những cái thành phần mà nói cái gì tại sao ăn giọng rồi nếu sợ quá để trao mấy cái thành phần, đối với tôi không có vấn đề gì hết. Mấy thành phần đó là nếu như tôi là nếu mà một mình tôi đó làm những thành phần đó là đối với tôi là không có gì nghĩa ý nghĩa gì những lời nói đó cả. Bởi vì tôi làm cái gì tôi tự biết, có trời đất biết, cho nên là tôi không cần. Những người đó là bị mắc bệnh á, là ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng, hiểu không? Mà rảnh quá đó mà thích xen vào những cái công việc của cái người khác khi mà không tìm hiểu kỹ. Người ta nói nghe là phải nghe bằng hai tai, đúng không? Nhưng mà tôi biết đó, cái thông tin này á, từ đâu và nó ra cho mấy cái người gọi là YouTube gì đó. Gieo gì sẽ gặt nấy. Bạn nhớ, nếu mà ở đây bạn nào mà đạo Phật á, thì đều biết cái điều là mình mà gây ra cái gì thì mình sẽ gặt cái đó thôi. Cho nên á, là giật dây á, hiểu không? Gọi là đứt dây hay là giật dây á, hiểu không? Gọi là giật dây mà làm những cái chuyện sằng bậy như vậy á, thì trước sau cũng sẽ bị quả báo. Em cảm ơn anh Hưng. Tại vì cái này thật sự em không phải thông minh, mà một vài anh em á, anh em nghệ sĩ cũng nghĩ là thôi cứ nói đi để cho mọi người biết là như thế, cho nên mình im hoài người ta tưởng mình sợ. Cho nên em hôm nay em nói cho anh biết là từ xưa giờ em làm việc gì em không cần phải nói, em chỉ giải trình người mà tặng tiền cho em đem với cho người khác. Và mà em chỉ giải trình những người nói vậy này. Ở đây là anh em nghệ sĩ không phải là sợ ai cái vấn đề là bây giờ là thời công nghệ 4.0 rồi. Tại sao mà đi làm từ thiện bây giờ ai cũng phải la lên là tôi đang làm việc này việc kia. Có rất là nhiều người hiểu ý nghĩa là hai mặt. Một, nếu tôi không la lên thì mọi người đâu có biết tôi đi trao cho ai, đâu biết đi trao cho bao ai, nhiêu tiền và bao trao nhiêu làm tiền cái trao gì cho ai, làm cái gì đó, nó là đó vậy. Chẳng hạn như vừa rồi đi miền Trung là ai ta? Miền Trung là Thủy Tiên. Thủy đó, tại sao Thủy Tiên phải la lên, cho la lên là hôm nay tôi đến cái làng này làng kia để tôi làm đó, đúng không bạn? Thì okay, nhóm chân tình anh em tụi tôi cũng vậy, làm việc gì bây giờ cũng phải la lên cho mọi người biết. Đôi khi có nhiều người mạnh thường quân nữa, người ta còn ủng hộ hơn, đúng không? Đó thì lý do tại sao mà ở đây mình không sợ ai hết. Tôi thử hỏi nè, tôi nói cho các bạn nghe nè, các bạn mà một người già, hai người già mà các bạn còn xúc phạm thì các bạn còn nhân cách nào mà để các bạn lên đây mà các bạn đòi nói chuyện? Các bạn nhìn lại đi, các bạn là một người có nhân cách để các bạn để nói chuyện với người khác không? Vũ nói là những YouTuber đang ăn rảnh, không phải đang xem. Các bạn mà YouTuber đó, một người già, hai người già, người ta đã mất con, người ta đau lòng rồi, các bạn còn xúc phạm được, thì các bạn đâu có nhân cách gì mà các bạn để nói chuyện với người khác. Các bạn chỉ mà một vài cái câu view, câu like, một vài cái lượt like, lượt view kiếm được vài đồng mà các bạn không biết liêm sĩ là gì. Không, cái tội này mà đạo Phật đã nói là mà xuống địa ngục nha là phạt mà cái như không bị, mình không nói xuống địa ngục nữa thì cái tội này pháp luật mình lắm. Pháp luật mình đã có luật rồi, khẩu nghiệp á, pháp luật đã có đưa ra cái luật mà không, khẩu nghiệp bây giờ pháp luật là cũng ai mà tội vu khống người khác đó nha. Cái chuyện đó là cái chuyện đó là sau này, mà bây giờ các bạn đó chuẩn bị là đi ra ngoài phường ngồi hết. Tôi biết chắc điều đó, tại vì công an đã vào cuộc rồi. Và tụi tôi để công an vào cuộc chứ không phải là tụi tôi không làm gì đâu. Anh thì rảnh quá. Tại vì sống phải có pháp luật, sống phải có kiên cử, nể trọng, cái gì nên nói và không nên nói. Các bạn cứ thách thức pháp luật đi thì các bạn pháp luật sẽ vào cuộc để mà chăm sóc các bạn. Tôi chỉ tất cả những điều là để pháp luật làm thôi. Còn tụi tôi phải nói tại sao tụi tôi chưa trao tiền cho những người đó. Và tôi đã gọi điện cho ba mẹ Long trước Tết và gọi điện cho vợ của Long, người vợ lớn của Long trước Tết. Tôi đã nắm số tiền đó và những người đó, và người ta đã biết hết rồi, chứ không phải là tôi không biết đâu. Tôi có bằng chứng mà, tôi đã nói trước và tôi đã có tất cả mọi thứ để cho mọi người biết là tôi đã nói tiền của tôi, đã nắm số tiền đó. Và tôi nói là trong thời điểm này con chưa trao, thích hợp con sẽ đem số tiền này con trao. Ê các con, đừng có làm cái này ồn quá, ba đang nói chuyện. Và tôi đã nói hết cha mẹ của Long. Đương nhiên số tiền này tôi phải trình bày với ba mẹ Long trước, chứ không phải tôi trình bày cho ai cả. Trao như thế nào là tôi trình bày cho người lớn trước, rồi tôi trình bày với người nhỏ sau.
Nhưng mà thật sự mà nói đó là tôi vì cái điều là đó là một người sống mình biết điều biết chuyện, biết người lớn, biết người lớn, biết người nhỏ. Chứ thật sự cái tiền này không phải là như là cái tiền cứu trồng bào cứu trợ trong lúc khốn khó đối khổ mà phải cần liền hay là đúng người rồi. Đó sắp chết rồi. Nếu mà bão lụt miền Trung người ta mà sắp chết mà không có tiền mua hòm, người ta sắp chết rồi mà tôi mà còn giữ đưa, tiền này là tôi là mang tội. Cái gọi là người mang tội. Còn đây là tiền này là cái tiền mà anh em tôi là từ tâm, tôi làm việc thiện là từ tâm. Chứ bản không thân những ca sĩ hát không lấy tiền cát xê mà còn ủng hộ tiền. Tụi tôi còn ủng hộ tiền của tụi tôi bỏ ra nữa mà. Tất cả anh em này, trong đêm diễn đều ủng hộ ra hết. Tại vì mình nghĩ là tiền của tụi tôi bỏ ra mà. Huy nghĩ một điều là người ở lại lo cho người ra đi. Vì một cái thằng bạn nó không may mắn nó phải ra đi khi mà tuổi còn xanh như vậy, thì anh em chúng tôi là những người ở lại sẽ lo được cái gì là lo. Tôi làm được cái gì là tôi làm việc đó. Không ai bắt mình phải có thước đo nào để mà không mà ai đo không ai bắt tôi không? Là phải, phải khi nào trao nào, và trao không? Làm cái gì tôi đâu có giải trình với mọi người. Tại anh mọi em người ruột còn chưa bắt được mọi cái người đó, không đúng không? Mọi người YouTube, mọi người YouTuber đó, tôi ý tôi nói là mọi người là YouTuber, là người đứng phía sau mà đẩy YouTuber đó để nói những điều sằng bậy đó, là tôi không cần phải giải trình với những người đó. Tại những người đó không có là cái gì để mà tôi phải giải trình. Không đủ gọi là cái sự ăn học mà để ngồi ngang hàng. Cho nên hôm nay tôi nói này, không phải là tôi sợ các bạn YouTuber hay là người phía sau. Tôi nói này để mà tôi binh vực những người anh em của tôi. Tôi tại sao tụi tôi làm việc tốt, tụi tôi vì mọi người, mà mọi người lại là nghĩ là tụi tôi không tốt. Còn những cái YouTuber đó tôi xin gửi lời, nói bậy, ăn bậy thì được, nói bậy thì bây giờ có pháp luật lo rồi thì các bạn phải từ từ ở đó mà hưởng những cái sự lo lắng của pháp luật đi. Còn riêng anh em tôi làm gì, mình tất cả mình gì chính đại mà, mình đâu có tôi tự làm gì. Và các bạn, tất cả các bạn đăng bây giờ, nếu một mình tôi nè, bây giờ các bạn nào YouTuber đó, tất cả hãy nói về tôi. Tất cả những người bạn xung quanh tôi, đồng nghiệp tôi đã giúp tôi trong đêm diễn rồi, không có một cái ý kiến. Người ta đã giao hết số tiền và trách nhiệm tôi giao làm từ lúc nào là tôi quyết định hết. Các bạn tôi chỉ là đứng phía sau hỗ trợ tôi trong đêm diễn. Cho nên các bạn muốn nói gì các bạn nói thẳng vào tôi. Còn những người bạn của tôi không có những điều gì mà như các bạn đang nói trên mạng đâu. Và còn các bạn YouTuber, còn kể cả người nào mà muốn chia tiền của anh Dương Quang Long trong đêm diễn, YouTuber đó, những YouTuber mà muốn chia tiền, tại vì làm lớn lên là muốn chia tiền cho các bạn đúng không, thì các bạn gọi cho tôi đi, tôi hứa tôi không có chia nhiều, nhưng mà ít nhất là tôi cũng chia một chút cho các bạn, để các bạn tôi nghĩ các bạn quá đói rồi, khỏi dành quá đi lấy câu view khỏi đi câu view, tại một view một like thì bạn tôi nghệ sĩ biết bao nhiêu tiền rồi, cho nên các bạn khỏi cần câu view nữa cho nó cực. Và ngày mai nè, tôi sẽ live stream và sẽ có chính quyền pháp luật và có những người chứng kiến để chia làm sao số tiền này cho những nhân vật trong cuộc còn lại, đồng tiền đi đến nơi mà thích hợp nhất, đúng rồi, đúng người đáng nhận. Ba mẹ người ta không còn chưa đau lòng khi mất con, mấy người á mất con rồi mà mất người mới hiểu, mấy người YouTuber nó mới hiểu được cái cảm giác. Và hai người già, một người là nhà giáo ưu tú, một người là hiệu trưởng. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào phẩm chất của cha mẹ của Long, và những người đó là những người hiền từ hiền lành, và mọi người đã vu khống người ta là đánh bài đánh bạc rồi chơi xì ke ma túy. Phải những cái câu chuyện đó là các bạn cũng dựng chuyện mà cũng có người nghe và tin được, là tôi xin bái phục các bà người nghe và người dựng chuyện lên những điều đó. Tôi xin bái phục, các bạn đã quá cao siêu rồi. Và ngày mai, trưa mai lúc 2 giờ chiều tại Sa Đéc, tụi tôi sẽ có cuộc live stream cho báo chí và chính quyền tại địa phương nữa để xong cái sự việc này. Sự việc này là tụi tôi đã hứa từ trước Tết, là tụi tôi qua Tết tụi tôi trao, chứ không phải để các bạn lên YouTube nói rồi tụi tôi mới đi trao. Các bạn lầm rồi, đối với các bạn không một nghĩa lý gì tôi cả, các bạn YouTube đó. Các bạn nên nhớ rằng cần gì tôi cho số Facebook đó liên lạc và cho địa chỉ, tôi cho địa chỉ luôn tới nhà để nói chuyện. Các bạn YouTuber, nhắc nhẹ các bạn YouTuber, tôi là Long Vũ, có số điện thoại luôn. Tôi sẽ cho số điện thoại, nếu các bạn nào đọc cái live stream này, xem cái live stream này trên Facebook, nhắn tin tôi tự gặp và lên gặp tôi luôn. Không sao,
sau cái hôm nay á, là cái like này sẽ được chia sẻ mạnh mẽ lắm. Cho nên á, là mình biết chắc chắn là sẽ có rất nhiều YouTube gọi như là nổi tiếng đó, thích nổi tiếng đó xem cái này. Yeah. Còn đó, giống như Nhung Nguyễn nói, còn chuyện dàn dựng nội dung làm sao là có chính quyền phục vụ rồi. Còn các bạn muốn kiếm tiền thì gặp tôi. Tôi sẽ làm cho các bạn kiếm tiền được trên cái YouTube đó. Các bạn đừng có đi ném đá dấu tay, nói chỉ vậy. Các bạn bây giờ các bạn lên YouTube các bạn nói mà các bạn không dám để lại, các bạn được gọi là YouTuber mà các bạn không dám để lại cái danh tính của mình khi mà mình nói chuyện, thì các bạn là cái loại gì tôi cũng chả hiểu luôn á. Các bạn khi các bạn làm việc là các bạn phải tự tin lên, các bạn làm việc đúng mà các bạn phải để lại số điện thoại để tôi liên lạc. Các bạn đã làm cái gì, ném đá dấu tay làm cái gì? Không, mà tôi nói ông trời á, những người đang xem mà nơi đây đều hiểu, ông trời rất công bằng và có mắt hết. Thật sự những người mà làm sai đó, cái hậu quả nó không, nó chưa tới ngay hôm nay hoặc là ngày mai đâu, mà những ai mà hiểu biết về về đạo một chút nữa nha, là cái gì nó cũng từ từ nó tới thôi. Người mà đi suốt ngày ăn rảnh với bịa chuyện đó, gọi là sống bằng cái thích ngồi lê đôi mách mà thích dựng chuyện lên để bịa đặt ép nói xấu người khác, thì trước sau thì cũng sẽ bị gậy ông đập. Rồi, trước khi dứt lời, tôi xin nói cho các bạn YouTuber và những người mà hùa theo những cái YouTuber túc béo gì đó, là tôi thật sự cuộc đời tôi chả biết mấy người đó là ai cả. Nếu như hôm nay không phải là những người xung quanh tôi nói, thì tôi cũng chả biết là người ta nói tôi cái gì luôn. Tại vì bản thân tôi là từ xưa là tôi làm hiên ngang lắm, tôi chả sợ những cái điều này. Và tôi nên nói là các bạn YouTuber muốn gặp tôi để hỏi lý do tại sao, và những chuyện ngày mai 2 giờ chiều gặp tại Sa Đéc, tại khách sạn Sa Đéc, đó là nhà của ca sĩ Dương Quang Long. Đó, khách sạn Sa Đéc là cái hẻm trước khi nhà vô ca sĩ Dương Quang Long. Gần chợ đó. Đó, các bạn muốn cần gì thì lên đó gặp tôi. Tôi sẽ giúp các bạn kiếm tiền. Còn các bạn kiếm tiền một cách mà hèn hạ, mà vô đạo đức, lấy người già ra, trẻ em ra các bạn kiếm tiền đó. Tôi bổ sung này nè, người mà đã khuất rồi mà cũng môi lên. Môi người đã khuất ra để kiếm tiền là các bạn là không có một cái... Thật sự là không biết dùng từ sao để mà... Các bạn là súc vật rồi đó, tôi nói các bạn YouTuber là súc vật. Gọi là... Okay. Ngày mai tôi sẽ đi xuống dưới, tôi sẽ làm. Và tôi đi xuống dưới là tiền đó là cái plan của anh em tôi set up từ trước Tết là ngày mai tôi đi, chứ không phải vì các bạn cầm YouTuber lên các bạn nói vài câu mà tôi sợ các bạn. Đây là kế hoạch từ trước rồi, kế hoạch của tụi tôi. Rồi còn là cái sự điện thoại cho cha mẹ Long, điện thoại cho vợ lớn của Long, là số tiền như bao nhiêu là trao từ thời điểm nào tôi cũng đã gọi có rồi. Tôi đã gọi và tôi có bằng chứng là trước Tết tôi đã nói là sau Tết tôi trao rồi. Mình bổ sung này, nếu như mình mà là người không đàng hoàng như các bạn ấy đang xuyên tạc, thì xin lỗi, ba mẹ Long và Vân là vợ chính thức của Long. Những người, người chính thức mới là được quyền nói tụi tôi. Chứ còn các bạn này là không rồi, có không một có giá quyền trị nào để nói tôi. Ok. Ba mẹ Long và người chính thức. Ừ. Các bạn cũng không phải là công ty đòi nợ thuê. Các bạn cũng không được ai ủy quyền cái chuyện là tôi sẽ được ngày này ngày nào phải đi gặp ông Lâm Vũ để đòi cái số tiền. Đối với nha. Tôi các bạn đó. YouTuber đó, YouTuber của các bạn là đang làm sự việc đây nè, già trẻ mà các bạn không tha đó, các bạn chết rồi các bạn cũng môi lên để các bạn kiếm tiền đó, là các bạn là những đứa sâu bọ và kền kền. Bạn hiểu, các bạn YouTuber hiểu là kền kền là gì không? Cho nên các số tiền của tôi với các anh em nghệ sĩ mà ủng hộ cho Long á, các bạn tới tôi chia cho các bạn một tí rồi các bạn về. Các bạn đừng có mà nói chuyện mà không dám lộ diện, không dám lên mặt lên đây. Bạn phải bởi tội thì các bạn hèn nhát lắm. Rồi, ngày mai 2 giờ tôi hẹn các bạn tại Sa Đéc. Các bạn muốn xin bao nhiêu tiền nói tôi, ngày mai nhắn tin vào Facebook tôi, rồi ngày mai tôi cảm thấy còn dư bao nhiêu thì tôi cho các bạn. Vẫn nhiều hơn các bạn kiếm tiền YouTube từ bữa giờ đó. Đâu, người đàng hoàng là ghét cả ba mặt một lời. Người đàng hoàng ghét ba mặt một lời lắm. Các bạn cứ ba mặt một lời đi. Rồi, ngày mai tôi hẹn, ngày mai tôi với Phan Đình Tùng, Lương Gia Huy. Nếu anh Hiếu Hiền không bận thì có anh Hiếu Hiền nữa. Các bạn ngày mai sẽ có cái một cuộc live stream bắt đầu từ 2 giờ. Có để... bạn trưởng là cũng thân với Thái. À, quên thân với... Tiền bạc ở trong đầu chia sao tụi tôi đã có kế hoạch hết rồi. Các bạn không cần phải, các bạn YouTuber hay là không cần vậy thôi. Và cái người ở sau mà tụ tập những cái YouTuber về đó để mà nói chuyện mắng chửi cha chị, mẹ chồng và những đứa nhỏ vô tội đó. Alo. Thì đọc luôn đi rồi chuẩn bị. Alo. Chuẩn bị pháp luật vô làm việc luôn.
Thường thường mình sống dưới chính quyền, có pháp luật, có tất cả mọi thứ thì mình cứ để cho pháp luật giải quyết, chứ không phải là mình lên đây mình nói chuyện để mà thách đố ai. Cho nên là chính quyền sẽ giải quyết các bạn trước. Vâng, xin chúc các bạn. Chưa, mình nói cái này. Okay. À, nếu mà chúng tôi chia như nào là quyền của tôi. Chúng tôi quyền đầu tiên tôi. Là quyền chúng tôi nhé. Và nói thêm nữa này. Cha mẹ hai người lớn, tức là cha mẹ sanh ra Long cũng như vợ lớn của Long là được đồng thuận trong cái quyền đó. Còn chia bao nhiêu ra làm sao như nào, cái phần của người đó được hưởng hay không, người đó có chấp nhận cái chuyện đó hay không là do gia đình nha. Ok, đúng rồi bạn thân à, chúng ta phải làm cho rõ, tại vì chúng ta không thể nào mà ngồi im nữa. Và chúng ta im là bữa giờ là chúng ta sợ bạn mình nó ở trên đó nó buồn lòng, chứ không phải là mình im vì mình vì cái thể loại mà thể loại không ra gì đó vô học. Cho nên là mình đã nhịn rồi. Nhưng mà hôm nay này nó quá mức. Cái thể loại đó là quá mức để tôi phải như đó. Lôi cả bạn Hưng của tôi vô là những người chuyên đi làm từ thiện. Tụi tôi luôn là những người đi chuyên đi làm từ thiện. Tụi tôi chuyên đi cho đi. Thì tôi chưa bao giờ nhận của ai. Cái gì tôi chỉ nhận bằng công sức của tôi. Cho nên các bạn sai chỗ rồi. Cảm ơn tất cả những người đã theo dõi cái live stream này. Các bạn đã chia sẻ cái live stream này. Rồi ngày mai chúng tôi sẽ có một cuộc làm rõ cái sự việc này nữa. Và sống sự việc này mà nếu như các youtuber hay là youtube béo gì đó và người nào ở đứng phía sau á mà giật dây nữa thì chẳng những không phải là mà cha mẹ của Dương Quang Long đã đưa pháp luật rồi, tụi tôi là người sẽ nhờ pháp luật can thiệp vào việc đó để giải quyết. Thì mình sống là người có pháp luật, cho nên cứ nhờ pháp luật giải quyết những người. Tại vì cái luật mà để mà nhục mạ người khác có tội đó là vẫn là phạm pháp, pháp luật vẫn nhảy vô. Trong bộ luật đó, hình sự pháp luật là có đó. Các bạn ký hên nên nhớ điều đó. Chứ tôi không nói tới là cái vấn đề là nhân quả hay là báo ứng nữa. Pháp luật sẽ làm điều đó với các bạn. Chúc okay, các bạn một ngày đẹp trời sẽ ngồi gặp các anh công an để giải quyết. Okay. À, ngày mai sẽ là ngày buổi trao số tiền và cũng muốn chấm dứt hết kể từ nay trở đi nha. Tất cả những gì liên quan đến Long thôi, để đừng ai nhắc tới nữa và cho Long nó nghỉ, yên nghỉ đi. Ý là tất cả nhóm anh em chân tình chúng tôi và đại diện đó là bạn Lâm Vũ và bạn Tuấn Hưng là coi như và cùng rất nhiều anh em nghệ sĩ hưởng ứng trong cái chương trình đó, và đặc biệt rất là nhiều những anh em khác nữa mong muốn một điều là thôi để cho Long nó nghỉ đi. Và ngày mai cha mẹ Long cũng mong điều đó, và vợ lớn của Long tức là Vân cũng mong điều đó. Hy vọng là tất cả những kẻ youtuber hay những kẻ giật dây ở đằng sau để cho người ta nghỉ ngơi đi nha. Người ta cũng mất, người ta cũng đã đau lòng lắm rồi. Và chính thức chấm dứt cái câu chuyện này, khép lại. Và ngày mai mong còn các bạn youtuber mà không muốn khép lại thì tôi sẽ chiều với tất cả các bạn youtuber. Lúc đó là tôi chiều các bạn, không phải là không cha phải mẹ là Long nhịn nữa đâu, mà tôi cả nhóm của tụi tôi, nhiều người trên thế giới nữa sẽ là lên công an trình diễn cái sự việc này. Là các bạn cứ từ từ từng người lên trên đó mà giải thích tường trình và tại sao tiền ở đâu. Ok, xin chào tất cả mọi người, anh em của anh mình em cảm ơn tất cả mọi người đang anh xem cái livestream này. Thật nhớ thật chia sẻ này cho các cái youtuber túp béo để nó đọc rồi để nó suy nghĩ lại những hành động mà không phải là loài người của tụi nó. Chiều mai mình live tiếp. Ok, chiều mai vẫn live tiếp. Ok. À, người quang minh chính đại thì luôn làm điều luôn gì? Làm những điều là mọi người cứ thấy. Nghe là mọi người thấy không okay. Ngại gì hết nha. Xin chào anh em, tôi xin chào cho tất cả mọi người đã xem cái livestream này. Cảm ơn rất nhiều. Mà nếu mà mọi người chia sẻ được hết á để cho những cái thành phần không ra gì kia xem thì anh em tôi cảm ơn rất là nhiều. Không, sau cái này là sẽ nhiều đó. Anh em thì mình mong anh em chia sẻ. Không. Nhiều cái thành phần gọi là